Ê, cô ăn nói cho cẩn thận nha. Cẩn thận phải là cô mới đúng. Tôi báo công an rồi. Cái gì? Cô báo công an rồi hả? Không, quên. Thôi bỏ đi. Thôi khỏi bỏ. Sao vậy? Trời ơi, nhỏ này báo công an bị khùng hả? Mấy người báo công an rồi thì tôi khỏi báo. Hả? Mai hả? Thu xếp đồ đạc ra khỏi công ty lừa đảo đó, qua chỗ của tôi gấp, có phim coi. Dạ, tất cả thông tin về công ty Oxin lừa đảo mà tụi em quay lại được hết nè. Có gì tụi anh xử lý và tìm lại công bằng cho các gia chủ giùm tụi em nha. Ủa, nói vậy là hai cô cố tình diễn lừa đảo để giúp đỡ anh công an hả? Cô Mai và cô Yến đã giúp chúng tôi một phần trong việc thâm nhập và lấy bằng chứng phạm tội của bọn chân dắt cười giúp việc lừa đảo. Đó, nghe chưa? Chuyện của Yến đòi tiền cũng là theo lệnh của bọn đó. Dạ, cảm ơn anh. Nhờ anh giải thích và xin lỗi các gia đình giùm. Cảm ơn sự hợp tác của hai cô. Dạ. Tôi xin phép. Tôi đã trình báo với mấy anh công an rồi. Hai anh em bà lên công an phường gặp tụi lừa đảo, lấy tiền đặt cọc lại đi. Tôi không phải lừa đảo đâu. Nghe rồi. Tại nãy tôi không biết cho nên là mới hiểu lầm cô. Cho tôi xin lỗi đi. À, Yến ơi, anh xin lỗi Yến. Trời thôi, không có sao đâu. Mà nói nghe nè, tụi tôi cũng có công ty Oxin á. Có gì hai người qua ủng hộ nha. Thôi, hai cô rảnh ghê luôn á. Hai người có công ty Oxin sao không làm? Tự nhiên tham gia vô công ty lừa đảo chi vậy? Thì bây giờ muốn trồng rau nuôi cá, phải dẹp hết cỏ, dẹp hết bùn, dẹp hết mấy công ty Oxin lừa đảo, thì công ty Oxin thứ thiệt của tụi tôi mới làm ăn phát triển bền vững được. Chà, thì nhân dịp khai trương giảm giá 10%, có gì ủng hộ nha. Được, tôi sẽ là khách hàng đầu tiên của hai cô. À, mà có nghe anh Dũng nói á, là bà sắp mở cái shop thời trang gì đúng không? Ờ, chắc cũng cần dọn dẹp nhiều lắm chứ hả? Ừ, rồi khi mà mở xong là thuê công ty mấy người liền. Ừ, quá được luôn. Cảm ơn nha. Oxin thứ thiệt sẵn sàng phục vụ. Anh em tụi tôi sẽ ủng hộ hết mình luôn. Mà nè, cho tôi góp ý chút xíu nha. Tôi thấy cái tên công ty Oxin thứ thiệt á nghe kỳ kỳ sao á. Tại vì thường á, mấy người đàng hoàng á, không có ai vỗ ngực xưng tên, nói mình á là chính nhân quân tử hết trơn á. Chúng ta nên tìm một cái tên nào đó thích hợp hơn. Một cái tên nào đó thứ nhất là hot trend, còn không là bình dân dễ nhớ. À, không ấy mình đổi là Oxin bình dân đi, được không? Oxin bình dân hả? Chưa có hay. Ê, lấy tên Oxin quốc dân nha. Chà, được á. Được. Oxin quốc dân, ân cần với ruột thịt. Tôi xin trân trọng giới thiệu công ty Oxin quốc dân, ân cần như ruột thịt. Từ nay chính thức đi vào hoạt động với công suất 1.000 giờ trong một ngày ở các gia đình. Chúng tôi sẽ cung ứng dịch vụ Oxin chuẩn 5 sao. Hãy để chúng tôi làm hành xương của các bạn là để tận hưởng. Tận hưởng, tận hưởng, tận hưởng. Hay quá, hay quá. Vừa hết pin luôn. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đang vui quá trời tự nhiên hết pin làm sao? Trời ơi, nhưng mà lưu rồi. Lưu chưa? Lưu rồi. Ôi, vậy là được rồi. Trời ơi, tưởng chưa lưu không? Nhưng mà tôi thắc mắc nè. Gì? Bình thường cái ngày khai trương á là bạn bè, khách khứa là tới là chúc mừng đông dữ lắm. Lặng qua là quá chừng. Sao vắng hoe? Có cái bình bông cúng vậy? Thì tại vì công ty mới mở mà. Ừ, mới. Với lại tụi tôi mới ra nghề có quen biết ai đâu. Có ai đâu khách khứa. Ủa, nhưng mà tôi thắc mắc nha. Gì? Hồi nãy bà nói là 1.000 giờ trong một ngày. Rồi nhân viên đâu? Không có ai vậy? À, thì đây là giai đoạn đầu đang phát triển thôi. Cho nên là tụi tôi quan trọng chất lượng hơn là số lượng á. À, công ty có hai đứa à. Vừa vận hành, vừa mở công ty, vừa đi làm luôn. Wow. Bình thường mà. Mai mốt tụi tôi sẽ tuyển rất nhiều nhân viên luôn. Tại vì cái nghề Oxin này rất hot. Nhà nhà cần, người người cần. Đó, ghê chưa? Nói cho bà vui nè. Mới khai trương thôi mà tụi tôi nhận được 20 mấy lời yêu cầu làm tại nhà rồi. Trời
Trời ơi, mới khai trương mà 20 mấy lời yêu cầu. Vậy là trộm vía nhà, may mắn lắm á nha. Chứ gì nữa. Ê, không mấy giờ bà mở hàng đi. Bà mời hai đứa tôi ở nhà bà làm ô xin đi. Ê, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Trời ơi, khỏi đi. Nhà tôi có ông anh ô xin rồi, không cần. Trời ơi, chán ghê á. Thôi, nhưng mà tôi thấy á, công ty của bà hôm nay khai trương mà 20 mấy cái hả yêu cầu là được rồi. Coi như với cương vị là một người bạn, tôi xin chúc cho công ty Oxin Quốc Dân phát tài. Yes. Mã đáo thành công. Yes. Sẽ là một công ty uy tín. Yes. Chất lượng. Nhà nhà đều thích. Yeah.